Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái trò chơi rất là quan trọng, bởi vì trò chơi này điểm số cực kỳ cao ha. Trò chơi thứ tư của đêm nay, trò này có tên là giai điệu e. Trên tay của anh có rất là nhiều những cái tấm thẻ này, mà sau đó là tên của những cái bài hát quen thuộc của chúng ta thôi ha. Đội trưởng sẽ là người chọn một bạn trong đội của mình thì trước. Người nào được chọn sẽ lên đây đứng cùng với anh. Anh sẽ cho các em xem tên bài hát và các em sẽ hát lại cái giai điệu của cái bài ấy cho người bạn của mình đoán ra tên. Nhưng mà không được hát ra lời, chỉ hát thành chữ E mà thôi ha. Hát tất cả các bài đều là chữ E. Ví dụ đó, chính xác. Và nếu như người đoán đúng thì sẽ lên đây thay thế vị trí cho cái người đang đứng sẵn ở đây và tiếp tục hát giai điệu E cho những người còn lại của mình đoán. Và một tên bài hát mà các em đoán ra sẽ mang về cho đội của mình 5 điểm. Điểm số rất là cao nha. Ở vòng này thì bây giờ là đội của Thiên Hương đang có điểm số cao hơn, cho nên là các em sẽ thi trước. Hương chọn một thành viên đi. Khuyến cáo đừng chọn bà ngoại, đừng chọn bà ngoại. Ngoại đi, ngoại đi. Ai Hương? Chọn ai? Khanh, mời Khanh. Chuẩn bị nha, chúng ta có 90 giây cho thử thách này. Bắt đầu. Đây giờ mày chơi. Chính xác. Lên lên. Lên lên. Nhảy lên, nhảy lên. À, bé bé bông. Em từ đêm qua. Em đến đường. Em đến. Hát lại. Em gái mưa. Em gái mưa. Chân cùng em đi bi đó. Em của ngày hôm qua. Em của ngày hôm qua. Chính xác. Yeah. Chính xác. Ê, người đang đúng lên, Hương. Qua đi, qua đi, qua. Tình lỡ. Chính xác. Trời ơi, hay quá. Cái này lên hoài vậy. Đàng hoàng, cái này. Con trai mình yêu. Hay quá, hay quá. Tình cha. Mang về cho mình 50 điểm. Không sao, mình vẫn còn cơ hội. Cố gắng đoán đúng tên được khoảng 13, 14 bài gì đó. Anh có bài Hoang Mang của Hồ Quỳnh Hương. Bây giờ chưa cần có bài đó, nhìn mặt mọi người đã thấy hoang mang rồi. Rồi bây giờ hoang mang rồi đó anh ơi. 10 sẽ chọn ai? Em chọn Đại Nhân. Mời Đại Nhân. Chuẩn bị 90 giây bắt đầu. No 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 no. Lạnh hả? Thiên Thần Mùa Xuân. Qua đi, qua đi, qua đi. Qua luôn hả? Qua luôn hả? Ta ta ta. Đúng rồi. Anh thì không, chạy lên. Đúng, đúng, đúng. Ăn gì? À, chị có bạn. À, anh được. Bạn tôi. Ê, qua luôn. Đại đi. Quá. Trời ơi, bài này quen quá mà. Trời ơi. Trời. Ước gì. Anh Mười, cố lên anh Mười. Người ta nói. Điệp khúc đi, hát điệp khúc đi. Quá. Trời ơi, bà gì mà không biết luôn.
Trời ơi, tôi cũng thật sự cảm thấy bị suy sụp. Đây đây đây, Minh Sù vô chỗ, Miko vô chỗ. À, hát lại đi, coi bên này đoán ra không? Chống bắn. Chính xác. Còn nữa nè, còn nữa nè, nữa đi, nữa đi. Người ta phải là nhưng mà ra giai điệu mà. Nữa đi, nữa đi, nữa đi. Đây đây đây, tiếp tiếp bài này, bài này. Phần diễn thôi. Bài này. Đâu, đang diễn tả cho mọi người biết cái bài đó đó, hiểu không? Đây, thử coi, thử coi. Hát với dòng sông. Không, không. Nửa, nửa, nửa. Tại vì em không có nhớ lời bài này. Bỏ qua. Bỏ đi. Trái tim ngục tù. Anh, em phải chỉ là tại tim em hồng mà. Ừ, hồng. Dạ. Đội của anh Mười trong cái thử thách này đã đoán đúng được tên của 5 bài hát mang về 25 điểm. Cũng được một nửa. Nghe thấy mệt mệt rồi. Sau 4 trò chơi của đêm tiệc cùng sao, đội của anh Mười ghi được 49 điểm. Đội của Thiên Hương 79 điểm. Chỉ là may mắn thôi, may mắn như mấy cái bài chủ đề dễ. Thì không biết là may mắn hay như thế nào mà bây giờ người ta cách biệt mình tới 30 điểm. Trời ơi. Nó là cả một đại dương đó em à. Cái khoảng cách đó nó là như vô tận vậy đó. Không sao, anh Mười lên đây. Em vui thôi mà, tôi tới đây vui thôi mà. Tụi em giàu mà. Dạ. Đương nhiên em vui, bởi vì em còn tiếp tục được ngồi trên chiếc ghế này. Người không vui là đội trưởng nè. Bởi vì phải chia tay chúng ta, có điều gì muốn trao gửi cho những người bạn của mình nữa hay không? Thiệt là đau đồng quá đi. Có một cái lời nhẹ nhàng trách móc hờn dỗi vu vơ gì không? Không anh, rất cảm ơn các bạn đã thi cùng anh. Cho dù mình không thắng về cái cuộc chơi nhưng mà mình thắng về ý chí, cái tinh thần của đội. Yeah. 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 Anh dễ thương quá. Hay quá, anh xúc động quá. Muốn khóc. Anh ơi, anh ơi. Tự nhiên lần đầu tiên tôi thấy một cái đội thua cuộc mà tự nhiên nâng tầm mình lên cái tầng cao mới đó. Nâng lên cái tầng trí cao. Ủa ai cho ngồi? Ủa mà bạc ngồi đó. Qua bên kia ngồi với mấy em gái uống nước ăn. Trời cái cây sướng quá, sướng luôn anh Mười. Vỗ tay người sướng quá nào. Các bạn còn lại, chúng ta sẽ bước vào trò chơi thứ 5 của đêm nay, đêm tiệc cùng sao.